À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Hello students, welcome back to the video lesson today. Chào mừng các bạn học sinh đã quay trở lại với video bài giảng ngày hôm nay. Và trong video lần này, chúng ta sẽ cùng học phần thứ 7 trong bài số 2, Unit 2, Humans and the Environment, con người và môi trường. Và hôm nay của chúng ta sẽ học về phần Communication and Cultures. Chúng ta sẽ học về phần giao tiếp và văn hóa. Okay, so the first part is Everyday English. Chúng ta sẽ học về cái tiếng Anh giao tiếp hàng ngày này. We are going to learn how to ask for and give advice. Chúng ta sẽ học cách làm sao để mà cho hoặc là nhận lời khuyên. And we're going to start with activity 1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Chúng ta sẽ lắng nghe và hoàn thành cuộc hội thoại với những cái cụm từ, cái câu ở trong các cái khung này. Then practice it in pairs. Sau đó thì các bạn hãy thực hành, tức là mình sẽ đóng vai một người là Lan, một người là Mai để thực hành lại đoạn hội thoại này nhé. Okay, now let's listen. Listen carefully. Các bạn hãy chú ý lắng nghe thật cẩn thận này. Track 60. Unit 2. Humans and the Environment. Page 25. Communication and Culture. Clue. Everyday English. Asking for and giving advice. Activity 1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Ok, và ở đây thì chúng ta sẽ có bốn cụm từ tương ứng với ký tự A, B, C and D. Ở mỗi câu thì chúng ta sẽ có các ý khác nhau, ví dụ như you should. Ở đây you should có nghĩa là bạn nên, và đằng sau should sẽ là một động từ, bạn nên làm gì đó. Câu B, what should I do, có nghĩa là tớ nên làm gì. Câu C, I advise you, tớ khuyên cậu, và đằng sau sẽ là to verb, tức là tớ khuyên cậu nên làm gì đó. Và câu cuối cùng là câu D, should I, tớ có nên làm gì gì đó không. Rồi, như vậy thì bây giờ mình sẽ cùng lắng nghe và sau đó các bạn hãy điền các cái cụm từ này vào vị trí thích hợp nhé. Listen. Ok, như vậy là các bạn vừa mới nghe qua một lượt qua cuộc thoại giữa bạn Lan và bạn Mai. Bạn Lan thì đang hỏi lời khuyên bạn Mai đúng không? Và mình sẽ cùng nghe lại để check xem là ở mỗi câu chúng ta sẽ điền cụm từ gì nhé. Ok, như vậy là câu số 1. What should I do, Mai? Vậy thì câu số 1 mình sẽ điền B. What should I do? Tớ đang được yêu cầu đưa ra một cái bài trình bày về sự thay đổi thời tiết vào tuần sau. Tớ nên làm gì đây, Mai? Và câu số 1 mình sẽ điền B nhá. What should I do, Mai? Chúng ta nghe tiếp number 2. Ok, you should search for information about the topic on the internet. Bạn nên tìm kiếm thông tin về cái chủ đề đó trên internet. Câu tiếp theo. Ok, should I also read books in the library? Tớ có nên đọc thêm sách trong thư viện hay không? Vậy thì câu số 3 mình sẽ điền được Should I? Tớ có nên làm gì đó không?
Và câu cuối cùng. Ok, I advise you, tớ khuyên cậu là nên thu nhập, tức là thu lượng thông tin từ những cái nguồn khác nhau. Ok, nào, vậy là mình đã điền được các cái cụm từ để hỏi lời khuyên, hoặc là xin lời khuyên. Chúng ta có what should I do, tớ nên làm gì, thì cái câu này mình sẽ dùng để xin lời khuyên nhá. Còn khi mà mình đưa ra là you should hay I advise you, tức là mình đang khuyên người khác, và cái từ should I này nó sẽ đi với một động từ, tức là hỏi người ta là tớ có nên làm như thế này không, tớ có nên làm thế kia không nhá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ cùng thực hành đọc lại cuộc hội thoại nào. I was asked to give a presentation on climate change next week. What should I do, Mai? You should search for information about the topic on the internet. Should I also read books in the library? That's a good idea. I advise you to collect information from different sources. Then you can decide what to include in the presentation. Đoạn này thì cô sẽ tạm dịch là tớ đã được yêu cầu đưa ra trình bày một bài về cái chủ đề là sự thay đổi thời tiết vào tuần sau, tớ nên làm gì đấy Mai? Cậu nên tìm thông tin về cái chủ đề đó ở trên mạng internet. Thế tớ có nên đọc thêm sách trong thư viện không nhở? Ồ, ý hay đấy, tớ khuyên cậu nên thu lượng thông tin từ những nguồn khác nhau, rồi sau đó mới quyết định là nên đưa gì vào bài trình bày của mình. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong hoạt động đầu tiên. Mình cùng chuyển sang hoạt động thứ hai. Hoạt động thứ hai này thì các bạn sẽ nhìn lại cái đoạn hội thoại ở đoạn bài thứ nhất để chúng ta cùng làm nhé. Now, work in pair. Make similar conversations, asking for and giving advice about green living. Use the expressions below to help you. Ở bài số 2 này thì các bạn sẽ làm việc theo cặp. Và các bạn sẽ làm gì? Các bạn hãy tạo ra những cái cuộc hội thoại tương tự để xin hoặc là nhận lời khuyên từ để xin lời khuyên hoặc là đưa ra lời khuyên về cái việc lối sống xanh này. Và các bạn có thể sử dụng những cái cụm từ bên dưới. Trong bảng này thì cô có các cái cụm từ hữu ích để mình đưa ra lời khuyên hoặc là xin lời khuyên. Ví dụ như để xin lời khuyên thì mình có thể nói là What should I do? Tớ nên làm gì? What do you advise me to do? Cậu khuyên tớ là tớ nên làm gì bây giờ? Do you have any suggestions for me? Cậu có cái gợi ý nào cho tớ không? What would you do if you were me? Nếu như cậu là tớ thì cậu sẽ làm gì? Hay là can you give me some advice about dot dot dot? Cậu có thể cho tớ một vài lời khuyên về cái gì đó không? Còn để đưa ra lời khuyên thì mình có thể dùng những cụm từ như là I think you should. Tớ nghĩ cậu nên làm gì đó, đằng sau sẽ là động từ nhá. I advise you to. Tớ khuyên cậu nên làm gì này. How about chấm chấm chấm, đằng sau sẽ là động từ thêm ing, chính là còn cái việc này thì sao. If I were you, I would. Nếu tớ là cậu thì tớ sẽ làm gì. Và cuối cùng là my advice would be to. Lời khuyên của tớ đó là cậu sẽ làm gì đó. Rồi, và vận dụng những cái cụm từ hữu ích này cùng với mẫu ở bài số 1 thì các bạn hãy sáng tạo nên đoạn hội thoại theo yêu cầu cho riêng mình nhé. Còn đây là một ví dụ của cô. Nào, I was asked to give a presentation on green living next week. What should I do? You should search for information about the topic on the internet. How about reading books in the library? That's a good idea. My advice would be to collect information from different sources. Then you can decide what to include in the presentation. Ở trong đoạn hội thoại này thì cô đã dùng các cái cụm từ để hỏi lời khuyên và đưa ra lời khuyên như sau. Đó chính là What should I do? Tớ nên làm gì này? You should, cậu nên này. How about? Còn cái này thì sao? Rồi gì nhỉ? My advice would be, lời khuyên của tớ đó là. Đó, ok. Và tương tự như vậy thì các bạn hãy sáng tạo nên
cái đoạn đối thoại của riêng mình. Còn bây giờ thì mình chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần bài này. Ở phần bài này thì cô có một đoạn văn viết về carbon footprint, về carbon. Và việc của chúng ta đó chính là mình sẽ điền thông tin còn thiếu vào trong các cái gì nhỉ? Cái bảng này này, được chưa? Nào, chúng ta sẽ cùng đọc đoạn văn trước nhé. Carbon footprint. A carbon footprint is a total amount of carbon dioxide produced by human activities. It also includes the emissions of other greenhouse gases. Although calculating your carbon footprint can be difficult, you can still estimate it based on how big your family is, how much electricity your appliances use, how much you drive or fly, or how much you recycle. Globally, the average carbon footprint per person is more than 4 tons per year. Too much carbon dioxide in the Earth's atmosphere can cause serious problems. It can lead to increasing global temperatures and air pollution, and destroy the natural world. It's not difficult to reduce the carbon footprint. You can do it by making your daily activities eco-friendly. For example, you can take shorter showers. The less hot water you use, the less energy is needed to heat the water. Instead of using the personal car or motorbike, you should use public transports, walk or cycle as much as possible. These simple activities can help reduce your carbon footprint and your impact on the environment. Ok, bài văn này người ta đang nói đến cái phết carbon. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng dịch cái đoạn này ra để hiểu hơn về cái khái niệm này nhé. Phết carbon là tổng lượng khí CO2 được tạo ra bởi hoạt động của con người. Nó bao gồm các cái khí thải của những cái khí ga từ nhà kính. Mặc dù việc tính toán cái phết carbon của mình sẽ có thể khó, nhưng mà bạn có thể ước tính cái phết carbon dựa trên là gì nhỉ? Gia đình của bạn có lớn hay không này? Các thiết bị gia dụng sử dụng bao nhiêu điện, và các bạn bay hay là lái xe nhiều bao nhiêu, hoặc là chúng ta sẽ tái chế nhiều bao nhiêu. Trên toàn cầu thì cái phết carbon trung bình mỗi người thì hơn 4 tấn một năm. Việc mà có quá nhiều khí CO2 trong bầu không khí có thể gây nên những cái vấn đề nghiêm trọng. Nó có thể dẫn đến những cái việc như là gia tăng nhiệt độ toàn cầu và ô nhiễm không khí, và điều này thì có thể phá hủy cái thế giới tự nhiên. Thật là không khó để giảm cái phết carbon của mình. Chúng ta có thể làm việc đó bằng việc làm cho cuộc sống hàng ngày, các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày trở nên thân thiện môi trường. Ví dụ như là bạn có thể tắm ngắn hơn này, tức là mình sẽ tắm nhanh hơn, không tắm lâu. Càng ít nước nóng, chúng ta càng dùng ít nước nóng thì mình sẽ càng cần ít năng lượng để đốt. Thay vì sử dụng những cái ô tô riêng hoặc là xe máy riêng thì bạn nên sử dụng những phương tiện công cộng, đi bộ hoặc là đạp xe nhiều nhất có thể. Những cái hoạt động đơn giản này có thể giúp giảm cái phết carbon của mình và những cái tác động của chúng lên môi trường. Và từ đoạn văn này thì các bạn hãy điền thông tin vào những cái chỗ còn thiếu. Chúng ta có 3 cột. Cột đầu tiên đó chính là definition, định nghĩa carbon footprint chính là gì? Đó, định nghĩa phết carbon là gì này? Cột thứ hai là effects of large carbon footprint, tác động của cái lượng phết carbon lớn. Và cuối cùng là ways to reduce it, tức là cách để giảm nó thì mình sẽ có gì. Ok, chúng ta sẽ đến với chỗ trống đầu tiên. Định nghĩa carbon footprint is the total amount of, nó là tổng lượng gì được sản xuất, được tạo ra bởi hoạt động của con người. Các bạn hãy nhìn lên đoạn thứ nhất. A carbon footprint is the total amount of carbon dioxide. Carbon dioxide chính là carbon dioxide, mình viết tắt là CO2. Vậy thì câu số 1 này các bạn sẽ có đáp án là CO2, tức là carbon dioxide.
Các bạn có thể viết dạng đầy đủ hoặc là viết tắt như này cũng được nhá. Rồi, bên này tác động của những cái tức là viết carbon lớn thì nó sẽ đem lại tác động như thế nào? Các bạn hãy nhìn vào đoạn thứ hai. It can lead to increasing global temperatures and air pollution and destroy the natural world. Nó làm tăng cái gì đây? Tăng nhiệt độ toàn cầu đúng không? Cho nên câu số 2 cô sẽ điền được global temperatures. Và câu thứ 3 đó là những cách có những cách nào để giảm cái viết carbon đó. Vậy thì các bạn hãy nhìn vào đoạn thứ 3. Thay vì sử dụng những cái ô tô hay là mô tô riêng thì bạn nên sử dụng các cái phương tiện giao thông công cộng này. À, đang còn trên này nữa. Đó là taking shorter showers, đúng không? Taking shorter showers tức là tắm nhanh hơn. Ngoài cách nào ra thì mình còn cách là sử dụng các phương tiện công cộng, đi bộ hoặc là đạp xe. Và câu số 4 thì chúng ta sẽ điền được public transport, tức là sử dụng các phương tiện công cộng. Ok, như vậy là ở bài này chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm carbon footprint, viết carbon. Chúng ta đã tóm tắt được thông tin vào trong bảng này. Ok, now let's move on next activity. Activity 2, work in pairs. Discuss things you can do to reduce the carbon footprint. Ở hoạt động này thì mình sẽ cùng thảo luận theo nhóm và mình sẽ bàn luận xem là mình sẽ có thể làm những gì để giảm cái viết carbon của mình này. Ở đây thì cô đưa ra một vài gợi ý. Đó chính là use low energy light bulb. Tức là mình sẽ sử dụng cái bóng đèn ít năng lượng hơn, công suất ít hơn. Thứ hai là go to school by bike, đi đến trường bằng xe đạp. Thứ ba, walk or ride a bike when traveling short distances. Tức là mình sẽ đi bộ này hoặc là đi xe đạp khi mà mình phải đi ở cái khoảng cách ngắn thôi, nếu khoảng cách ngắn nhá. Thứ tư, use public transport when traveling long distances. Nếu như mà khoảng cách dài, chúng ta cần di chuyển khoảng cách dài thì mình nên thay thế các phương tiện cá nhân bằng các phương tiện công cộng. Thứ năm, turn off the lights when leaving a room or going to bed. Khi mà đi ngủ hoặc là đi ra khỏi phòng không cần thiết dùng nữa thì mình nên tắt đèn. Và cuối cùng là only use as much water as you need. Tức là mình chỉ cần sử dụng đủ cái lượng nước mình cần thôi, không nên dùng quá nhiều. Nó sẽ gây lãng phí. Và đây là một số cái hoạt động, cái việc làm mà mình có thể làm để giảm cái viết carbon của mình đối với môi trường nhá. Ok, như vậy là trong video này thì cô đã hướng dẫn cho các bạn học về cách đưa ra lời khuyên, cách hỏi lời khuyên, và chúng ta cũng đã tìm hiểu về khái niệm viết carbon là gì, những ảnh hưởng của chúng và làm sao để giảm thiểu được chúng. Ok, so this is enough for our lesson today. Goodbye and see you next lesson. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những bài học lần sau. Goodbye! Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.